Mark Cuban không có kế hoạch đầu tư vào ETF Bitcoin. Thành phố Vancouver của Canada sử dụng năng lượng từ việc khai thác Bitcoin để sưởi ấm các tòa nhà. Người dân El Salvador đổi đô la Mỹ để lấy Bitcoin. Epic Games chấp nhận trò chơi blockchain sau khi đối thủ của họ là Valve ban lệnh cấm game NFT. Chào mừng các bạn đã đến với Chuyển động Crypto 24 giờ. Sau đây là bản tin chi tiết. Ngôi sao Shark Tank và chủ sở hữu của đội NBA Dallas Mavericks, Mark Cuban, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về những dự đoán đang khiến các nhà đầu tư crypto trở nên phấn khích hơn bao giờ hết của việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC sẽ chấp thuận các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ETF vào tuần sau. Cuban cho biết ông không có kế hoạch đầu tư vào ETF Bitcoin bởi theo ông, giá ETF sẽ không khớp với giá Bitcoin, do đó khả năng tiếp xúc ngắn hạn sẽ tốt hơn là mua và nắm giữ đầu tư dài hạn. Cuban đã tham gia vào không gian tiền điện tử được một thời gian. Trước đây, ông đã gọi Bitcoin là vàng kỹ thuật số do sự khan hiếm về mặt thuật toán của nó. Đối với quy định về tài sản số, Cuban đã chỉ trích các quy tắc không rõ ràng của chính phủ và cách tiếp cận quá sâu của SEC để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo một báo cáo của Ally Market Research, quy mô của thị trường ATM tiền điện tử được ước tính sẽ tăng khoảng 60% đến năm 2030. Báo cáo nói trên cũng dự đoán rằng xu hướng được thấy vào năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục trong thị trường sau đại dịch. Theo Ally Market Research, những tiến bộ công nghệ khác cũng sẽ mở đường cho những cơ hội sinh lợi trong ngành. Điều tương tự cũng đã được chứng kiến vào năm 2021 khi những người chơi như Visa và Mastercard tham gia vào không gian tiền điện tử. Báo cáo đã chỉ ra những lợi ích như tăng sự tiện lợi, giảm thời gian giao dịch cùng với tính bảo mật và tính linh hoạt của giao dịch là yếu tố tăng trưởng đằng sau các máy ATM tiền điện tử. Tuy nhiên, thị trường ATM chỉ thực sự phát triển tại một số khu vực, do đó, sự hạn chế về số lượng máy ATM và kiosk sẽ cản trở sự phát triển của thị trường. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Julian Timmer, giám đốc vĩ mô toàn cầu tại Fidelity Investment, đã nói về sự tăng trưởng của Bitcoin. Timmer cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Squawk on the Street của CNBC rằng Bitcoin không phải là bong bóng và ông có thể thấy giá Bitcoin đạt 100.000 đô la vào năm 2023. Timmer cũng nói rằng ông có một mô hình cung và cầu, dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng lên 100.000 đô la trong vòng vài năm tới. Bên cạnh đó, khi đề cập đến mối nguy tài chính mà tiền điện tử hàng đầu sẽ gây ra, đặc biệt là nó sẽ làm suy giảm sức mạnh của đồng bạc xanh, theo ông, Bitcoin không gây ra bất kỳ mối đe dọa cho quyền bá chủ của đồng đô la như một loại tiền tệ dự trữ. Thay vì đe dọa đồng đô la, Timmer đưa ra quan điểm rằng Bitcoin thực sự có thể đảm bảo hơn nữa vị thế của đồng đô la như một loại tiền tệ dự trữ của thế giới. North Vancouver thuộc Canada đang trên con đường trở thành thành phố đầu tiên sử dụng năng lượng từ việc khai thác Bitcoin để sưởi ấm các tòa nhà dân cư và thương mại. Tác động của hoạt động khai thác Bitcoin đối với môi trường đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là sau khi Elon Musk đưa ra nhận xét về vấn đề này. Do đó, thành phố North Vancouver của Canada, nơi sinh sống của hơn 50.000 người, dự định phân bổ năng lượng giải phóng từ quá trình này vào việc sưởi ấm các tòa nhà của cư dân. Tập đoàn năng lượng Lonsdale Lake sẽ hợp tác với công ty khai thác tiền điện tử địa phương MinGreen để bắt đầu các giai đoạn đầu tiên vào đầu năm 2022. Trong quá trình tham gia, công ty này khẳng định rằng lò hơi kỹ thuật số sẽ ngăn chặn 20.000 tấn khí thải nhà kính đi vào bầu khí quyển trên mỗi megawatt so với tự nhiên. Carsten Vang, giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng Lonsdale, hy vọng rằng sự hợp tác sẽ có lợi cho một tương lai xanh hơn của thành phố. Công ty nước giải khát Willpack Beverage Inc. đã trở thành công ty mới nhất bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và tiền điện tử cho các sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tích hợp hệ thống ví của riêng mình để hỗ trợ những khách hàng đang muốn mua hàng thường xuyên bằng tiền điện tử. Ví sẽ được tích hợp vào phần mềm lập hóa đơn của công ty. Vì vậy, tất cả các đơn đặt hàng vẫn an toàn và không thể bị xâm phạm trước ảnh hưởng từ bên ngoài. Chuck Zaslow, giám đốc điều hành của Willpack, giải thích Willpack tập trung vào việc triển khai các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm và việc áp dụng Fintech là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về tính dễ sử dụng. Các trường hợp sử dụng Bitcoin và tiền điện tử ngày càng tiếp tục phát triển và khả năng chấp nhận của chúng như một hình thức thanh toán đang là một xu hướng. Việc áp dụng Bitcoin của El Salvador đã đạt được nhiều điều tích cực trong suốt đợt tăng giá đang diễn ra khi người dân ngày càng đổi nhiều đô la Mỹ của họ để lấy Bitcoin. Tổng thống Nayib Bukele đã chia sẻ về sự phát triển mới này trên Twitter dựa trên dữ liệu thu được từ dịch vụ ví nội bộ của El Salvador, Chivo. Bukele chia sẻ rằng mọi người đang nạp nhiều USD để mua BTC hơn là rút từ các máy ATM của Chivo. Đồng thời, ông kêu gọi các cơ quan truyền thông có thể xác nhận thông tin trên một cách độc lập
bằng cách đến cấp máy ATM. Ông cho biết thêm rằng, Chivo đã báo cáo 24.076 yêu cầu chuyển tiền, tăng thêm hơn 3 triệu đô la trong một ngày. Sự gia tăng chuyển đổi từ USD sang BTC ở El Salvador phản ánh sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư tại quốc gia Trung Mỹ này. BTC.com, công ty con của gã khổng lồ khai thác tiền điện tử hàng đầu BIT Mining, sẽ là công ty tiếp theo có kế hoạch rút khỏi thị trường Trung Quốc đại lục sau cuộc đàn áp tiền điện tử khắc nghiệt của Trung Quốc. BTC.com sẽ rời khỏi Trung Quốc. Để tuân thủ quy định của địa phương, trang web BTC sẽ ngừng hoạt động và tương tác với thị trường Trung Quốc đại lục. BTC.com cũng sẽ ngừng đăng ký người dùng mới, đóng tài khoản của những người dùng hiện tại ở Trung Quốc kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Mặc dù điều này có thể sẽ tác động tiêu cực đến báo cáo tài chính của công ty, nhưng họ tin rằng nó sẽ mang lại nhiều cơ hội khác trên thị trường quốc tế. Epic Games đã nói rằng họ sẵn sàng chấp nhận trò chơi blockchain hỗ trợ tiền điện tử và NFT trên cửa hàng trò chơi của mình. Tuyên bố của Epic được đưa ra sau khi đối thủ cạnh tranh của họ, Valve, đã cấm các trò chơi có công nghệ blockchain và các tài sản như NFT từ Steam. Tuy nhiên, Epic đã đề cập rằng các trò chơi sẽ phải tuân thủ luật tài chính nếu rõ cách blockchain sẽ được sử dụng và có xếp hạng độ tuổi phù hợp. Công ty cũng tuyên bố rằng các nhà phát triển sẽ không được phép sử dụng các dịch vụ thanh toán của Epic để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và thay vào đó sẽ phải sử dụng hệ thống thanh toán của riêng họ. Việc Epic sẵn sàng hỗ trợ game blockchain trên nền tảng của mình không có nghĩa là các nhà phát triển bị buộc phải rời khỏi Steam sẽ ngay lập tức có thể đưa trò chơi của họ lên Epic Game Store, bởi nền tảng này thường đưa ra các chỉ định để tham gia nền tảng tùy theo từng trường hợp. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Một trong những dự án NFT mới nhất, Next Earth, được tạo ra với mục đích kép tạo bản sao dựa trên blockchain đầu tiên của trái đất và đóng góp cho môi trường trong quá trình này. Next Earth đang đạt được những bước tiến ở cả hai mục tiêu. Mới đây là dự án đã huy động được 1,3 triệu đô la trong lần bán đầu tiên, trong đó hơn 130.000 đô la đã được quyên góp cho The Ocean Cleanup và Amazon Watch thông qua một cuộc thăm dò đơn giản dựa trên Discord cho các thành viên cộng đồng bỏ phiếu về việc phân bổ số tiền thu được cho mỗi tổ chức từ thiện. Odin Protocol, một hệ thống phi tập trung tạo ra một tiên tri dữ liệu để thu hẹp khoảng cách giữa thế giới thực và blockchain, đang trở nên nóng hơn trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Một số nhà đầu tư của giao thức tuyên bố rằng nó đã sẵn sàng để bùng nổ trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào tháng 12 này, mạng lưới đã bắt đầu với lộ trình to lớn của nó. Nhóm nghiên cứu đằng sau giao thức đã thông báo rằng vào tháng 12 này, mạng lưới đã bắt đầu với lộ trình to lớn của nó. Nhóm nghiên cứu đằng sau giao thức đã thông báo rằng hiểm đồ Testnet V2.0 của nó đã được sẵn sàng giới thiệu. Công ty cung cấp phần mềm di động và dịch vụ dựa trên điện toán đám mây MicroStrategy đã chứng kiến giá trị khoản đầu tư Bitcoin của mình tăng gấp đôi lên 6,7 tỷ đô la, trở thành một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ sự bùng nổ giá của Bitcoin. Công ty đã nằm giữa 114.042 Bitcoin với giá tổng hợp là 3,16 tỷ đô la. Giá trung bình của mỗi Bitcoin tại thời điểm mua là 27.713 đô la, đã bao gồm tất cả các khoản phí. Tuy nhiên, với giá hiện tại của Bitcoin vượt qua 60.000 đô la khi tiền điện tử này đạt mức cao kỷ lục vào thứ Sáu, khoản đầu tư Bitcoin của công ty đã gấp đôi giá trị. Nền tảng cho vay tiền điện tử C-Network đã công bố đợt huy động vốn cổ phần trị giá 400 triệu đô la trong tuần này do Quỹ Hưu trí của Canada CDPQ và công ty cổ phần Westcap dẫn đầu, đưa định giá công ty vượt quá 3 tỷ đô la. Công ty đã bày tỏ ý định sử dụng các khoản tiền trong một chiến lược tăng cường cung cấp sản phẩm và dịch vụ thể chế, cũng như tăng gấp đôi lực lượng lao động lên gần 1.000 nhân viên trên toàn cầu. Thị trường tiền điện tử ngày cuối tuần đã chững lại đôi chút khi vốn hóa toàn cầu lúc 5 giờ chiều nay là 2.60 nghìn tỷ đô la, giảm 0,6% so với 24 giờ trước. Bitcoin giao dịch tại 61.170 đô la, giảm hơn 1%. Ethereum điều chỉnh nhẹ 0,7% xuống còn 3.914 đô la. Binance Coin đang trên mức 470 đô la và Cardano là 2,19 đô la. Xin cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. CryptoLinkVN xin chào và hẹn gặp lại.